MU lấy Mukiele, Liverpool tranh Goncalo Inacio. MU muốn lấy Mukiele, Liverpool tranh chữ ký Goncalo Inacio. Sevilla tìm kiếm huấn luyện viên mới là những tin bóng đá chính hôm nay, 9 tháng 10. MU đàm phán Mukiele. Các nguồn tin từ Pháp cho biết, MU đang liên hệ với PSG để thảo luận kế hoạch chuyển nhượng hậu vệ Nadi Mukiele trong tháng giêng tới. Mukiele từng được MU liên hệ từ năm ngoái, nhưng cầu thủ người Pháp chọn gia nhập PSG sau khi chia tay Robe Lajic. Hành trình ở Paris không được như những gì Mukiele kỳ vọng. Mùa này, anh hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của huấn luyện viên Luis Enrique với chỉ một phút tại League 1. Huấn luyện viên Erik ten Hag cần bổ sung nhân sự cho hàng thủ MU. Sự đa năng của Mukiele được ông đánh giá cao khi anh đá được hậu vệ phải và trung vệ. MU có khả năng tìm thỏa thuận mượn Mukiele vào tháng giêng 2024. Cầu thủ 25 tuổi cũng muốn rời công viên các hoàng tử để thi đấu thường xuyên nhằm cạnh tranh suốt trong đội tuyển Pháp dự Euro 2024. Liverpool vào cuộc tranh Goncalo Inacio. Liverpool được cho là vừa gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Goncalo Inacio, trung vệ trẻ mà MU rất quan tâm để thay thế Harry Maguire. Hàng thủ Liverpool thi đấu không hiệu quả mùa này khi trung vệ Virgil van Dijk thi đấu sa sút. Điều này buộc Jurgen Klopp phải bổ sung gương mặt mới nhằm giúp Liverpool có khả năng cạnh tranh danh hiệu Premier League. Goncalo Inacio là mẫu trung vệ hiện đại. Cầu thủ trẻ người Bồ Đào Nha nhận được sự quan tâm từ giới tuyển trạch viên khắp châu Âu. Theo các nguồn tin từ Bồ Đào Nha, Liverpool đang cân nhắc thực hiện điều khoản phá vỡ hợp đồng của Goncalo Inacio với Sporting Lisbon ở mức 60 triệu euro. Sevilla tìm huấn luyện viên mới. Chỉ 5 tháng sau khi gây ồn ào ở bóng đá châu Âu, với việc chinh phục danh hiệu Europa League đầy ấn tượng, Sevilla quyết định sa thải José Luis Mendilibar. Sevilla khởi đầu mùa giải 2023-24 không tốt với vị trí thứ 15 La Liga cùng 2 điểm sau 2 trận vòng bảng Champions League. Đội bóng xứ Andalusia có quá nhiều vấn đề tồn tại và Mendilibar phải chịu trách nhiệm lớn nhất bằng việc bị sa thải. Các quan chức Sevilla đang nhắm đến hai ứng viên cho ghế nóng. Đầu tiên là Andoni Raula, cựu hậu vệ Bilbao hiện dẫn Bournemouth ở Premier League. Người thứ hai được phía lãnh đạo sân Sanchez Pizjuan liên hệ là Marcelino, người vừa chia tay Marseille và có nhiều kinh nghiệm ở La Liga. Sau vòng 8 ngoại hạng Anh 2023-2024, Arsenal và MU ca khúc khải hoàn. Arsenal và MU có chiến thắng rất quan trọng tại vòng 8 ngoại hạng Anh 2023-2024 để cải thiện thứ hạng của mình trên bảng xếp hạng. Vòng 8 ngoại hạng Anh 2023-2024 chứng kiến những trận cầu hấp dẫn và kịch tính. Tại trận đấu sớm, MU có màn tiếp đón Brentford trên sân nhà. Quỷ đỏ quyết tâm giành chiến thắng để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ, nhưng họ đã thi đấu bế tắc trước lối chơi kỷ luật của các vị khách. Không những vậy, Brentford còn có được bàn dẫn trước do công của Mathias Jensen ở phút 26. Pha lập công của Mathias Jensen buộc MU phải dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, Brentford đi chơi phòng ngự phản công chắc chắn khiến những đợt lên bóng của MU lâm vào bế tắc. Bước ngoặt của trận đấu chỉ đến khi huấn luyện viên Erik ten Hag tung Scott McTominay vào sân ở phút 87. Trong thời gian ngắn ngủi trên sân, Scott McTominay lập tức sắm vai người hùng. Cầu thủ này ghi cú đúp bàn thắng ở các phút 90+2 và 90+6, qua đó giúp MU có màn lội ngược dòng khó tin trước Brentford. Chiến thắng này giúp MU có 12 điểm, leo lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng, kém top 4 đúng 5 điểm. Nếu như MU có màn ngược dòng khó tin trước Brentford thì Tottenham cũng có chiến thắng nhọc nhằn trước tân binh Luton. Gà trống chơi thiếu người từ cuối hiệp 1, nhưng vẫn có được bàn thắng ở phút 52 do công của Mickey van de Ven để ra về với 3 điểm. Trận cầu nhận được sự quan tâm lớn nhất của người hâm mộ tại vòng 8 ngoại hạng Anh 2023-2024 là màn so tài của Arsenal với Man City. Với lợi thế sân nhà, Arsenal đã nhập cuộc chủ động, chơi rất tốt trước nhà đương kim vô địch. Sự chắc chắn của hàng thủ cộng với sự tỏa sáng của cá nhân Gabriel Martinelli ở phút 86 giúp Arsenal giành chiến thắng 1-0 trước Man City. Đây là chiến thắng đầu tiên của huấn luyện viên Mikel Arteta trước Man City kể từ khi dẫn dắt pháo thủ. Chiến thắng của Arsenal rất ấn tượng khi đội bóng này khiến cho nhà đương kim vô địch chỉ tung được vỏn vẹn 4 cú dứt điểm trong cả trận đấu. Theo thống kê của Opta, đây là số pha dứt điểm thấp nhất của Man City trong một trận đấu tại giải ngoại hạng Anh kể từ khi đội bóng này được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Pep Guardiola. Đánh bại Man City, Arsenal cùng với Tottenham là hai đội bóng còn lại vẫn duy trì được thành tích bất bại ở ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Man City có trận thua thứ hai liên tiếp, qua đó tụt xuống vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. Kết quả những trận đấu còn lại của vòng 8 ngoại hạng Anh 2023-2024 như sau: Fulham 3-1 Sheffield United, Burnley 1-4 Chelsea, Everton 3-0 Bournemouth,
Crystal Palace 0-0 Nottingham Forest, Brighton 2-2 Liverpool. Chưa chiều vụ Pogba, Juventus lại muốn câu cầu thủ của MU. Theo những gì trang Sun Sport đăng tải, Juventus đang nghiêm túc xem xét khả năng chiêu mộ trai hư Jadon Sancho. Kể từ khi mâu thuẫn bùng phát giữa huấn luyện viên Erik ten Hag và Jadon Sancho, bất chấp nhiều lời khuyên can của đồng đội, tiền vệ người Anh vẫn cứng đầu và tỏ thái độ chống đối huấn luyện viên người Hà Lan đến tận cùng, chứ không hề có ý định xuống nước và xin lỗi. Với hành động ngông nghênh này, sự nghiệp của Sancho ở Old Trafford vì thế coi như đã kết thúc. Báo giới Anh khẳng định, MU sẽ đẩy cầu thủ người Anh lên thị trường chuyển nhượng tháng 1 tới và chấp nhận thiệt hại về tài chính. Theo nguồn tin từ Sun Sport, bà đầm già thành Turin đang đặc biệt chú ý đến thương vụ Sancho. Juventus muốn mượn Sancho vào tháng 1 và mua Đức vào cuối mùa với giá khoảng 60 triệu bảng. Nhưng trong thời gian mượn Sancho, Juventus muốn MU gánh một nửa tiền lương trong 350.000 bảng mỗi tuần của ngôi sao chạy cánh này. Trong bối cảnh Sancho đã cùng đi thấy rõ trong thời gian thi đấu phập phù ở Old Trafford, lời đề nghị của Juventus rất đáng để MU cân nhắc. Bởi lẽ, nếu Ten Hag không sử dụng Sancho, MU vẫn phải trả đều đặn 350.000 bảng mỗi tuần cho anh. Về khoản phí Juventus muốn mua Đức Sancho, MU cũng không lỗ quá nhiều so với 73 triệu bảng mà họ đã chi cách đây 2 năm. Trận tuyển Việt Nam vs Trung Quốc áp dụng VAR, công nghệ video hỗ trợ trọng tài và được áp dụng ở trận giao hữu FIFA Day giữa Trung Quốc và tuyển Việt Nam ngày 10 tháng 10. Thông tin từ cuộc họp kỹ thuật chiều mùng 9 tháng 10, ban tổ chức trận đấu quyết định sử dụng công nghệ VAR. Ngoài ra, do tạo điều kiện cho hai đội thử nghiệm nhân sự nên mỗi đội được quyền thay thế tối đa 6 cầu thủ trong tổng số 3 lần thay người, chưa tính lần thay người trong giờ nghỉ giữa trận. Các hoạt động khác liên quan đến trận đấu tuân thủ theo luật FIFA. Được biết, tuyển Trung Quốc lựa chọn ra sân trong trang phục áo đỏ, quần đỏ, tất đỏ, còn tuyển Việt Nam ra sân trong trang phục áo trắng, quần trắng, tất trắng. Hiện tại tuyển Trung Quốc xếp hạng 80 thế giới và tuyển Việt Nam xếp hạng 95 thế giới. Do ở hạng thấp hơn đối thủ nên theo công thức tính điểm của FIFA, nếu giành chiến thắng đội tuyển Việt Nam được cộng thêm 5,52 điểm. Trong lịch sử đối đầu cấp đội tuyển kể từ năm 1997 đến nay, tuyển Trung Quốc từng giành chiến thắng 7 trên 8 trận đá với tuyển Việt Nam. Trận thua duy nhất của Trung Quốc là cuộc đối đầu trên sân Mỹ Đình, trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á. Tối mùng 9 tháng 10, tuyển Việt Nam có buổi tập làm quen trên sân Chính Đại Liên. Trước đó vào lúc 17 giờ, huấn luyện viên Philip Trossier cùng một cầu thủ tham dự buổi họp báo cùng đại diện tuyển Trung Quốc. Trận tuyển Việt Nam vs Trung Quốc diễn ra vào lúc 18 giờ 35 ngày 10 tháng 10 trên sân vận động Đại Liên Trung Quốc.